Số 776. Phật thuyết tứ phẩm pháp môn kinh, hán dịch đời Triệu Tống, Tâm Tạng Pháp Hiền. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại khu vườn rừng kỳ đại cấp của Lộc thuộc nước Xá Vệ cùng với đại chúng hội đủ. Bây giờ Tôn giả A Nan ngồi một mình nơi tịnh thất phát sinh ý nghĩ hữu tình ở thế gian, có sự sợ hãi cho đến tai họa, chướng nạn, bệnh tật, lỗi lầm đã sinh sẽ sinh đều là người ngu mắc phải, người trí thì không. Tôn giả A Nan suy nghĩ xong bèn đi đến chỗ Phật với đầu lạy mặt lạy nơi chân Phật, xong rồi đứng qua một bên bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, con một mình hồi nơi tịnh thất thanh vắng phát sinh ý nghĩ thế này, thế gian có các việc sợ hãi đều là người ngu mắc phải, người trí thì không. Cúi xin Thế Tôn vì con chỉ dạy. Phật bảo Tôn giả A Nan: Ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng rõ cho ông. Tôn giả A Nan bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, con xin vui thích được nghe. Phật nói: Tôn giả A Nan, thế gian có các việc sợ hãi đã sinh sẽ sinh, đó là tai họa, chướng nạn, bệnh tật, lỗi lầm đều là người ngu mắc phải, người trí thì không. A Nan, ví như có người chất đống cỏ lau khô bị lửa đốt cháy, các việc người ngu sợ hãi cũng là như vậy. A Nan, như vậy trong đời quá khứ vị lai hiện tại có người ngu, có người có tai họa, người trí thì không. Người ngu có chướng nạn, người trí thì không. Người ngu có bệnh tật, người trí thì không. A Nan nên biết đây là pháp của người ngu, đây là pháp của người trí. Biết pháp người ngu rồi nên xa lìa để thành pháp người trí. A Nan, ông cần phải học như vậy. Tôn giả A Nan bạch: Kính bạch Thế Tôn, sao gọi là người ngu? Phật nói: A Nan, nói người ngu là vì ngu tối không rõ. Người ngu ở thế gian đối với chánh pháp không hiểu rõ cho nên gọi là ngu. Thế nào là không hiểu rõ? Không rõ cảnh của pháp có bốn phẩm loại, đó là không rõ pháp giới, không rõ pháp xứ, không rõ pháp duyên khởi, không rõ pháp của xứ phi xứ. A Nan, đối với pháp như vậy không thể thấu tỏ cho nên gọi là người ngu. Tôn giả A Nan bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, đúng như vậy, không rõ bốn pháp nên người bị gọi là người ngu. Lại nữa, thế nào được gọi là người trí? Phật bảo Tôn giả A Nan: Nói người trí là đối với pháp biết lựa chọn, hiểu rõ đúng sai nên gọi là người trí. Thế nào là hiểu rõ? Hiểu rõ cảnh của pháp cùng bốn loại phẩm, đó là hiểu rõ pháp giới, hiểu rõ pháp xứ, hiểu rõ pháp duyên sinh, hiểu rõ pháp của xứ phi xứ. Để biết hoàn toàn về các pháp như vậy cho nên được gọi là người trí. Tôn giả A Nan là bạch Phật: Hiểu rõ pháp này được gọi là người trí, vậy người trí này rõ được pháp giới gì? Phật bảo Tôn giả A Nan: Ông hỏi rất hay, ta sẽ vì ông chỉ dạy rõ. Nói pháp giới nhưng có nhiều loại, đó là năm nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. 18 giới như vậy, người có trí tuệ đều thấu đạt chúng đúng như thật. Lại có 6 giới, đó là địa giới, hỏa giới, thủy giới, phong giới, không giới, thức giới. 6 giới như vậy, người có trí tuệ thấu đạt đúng như thật. Là có 6 giới, đó là hỷ giới, lạc giới, khổ giới, xả giới, phiền não giới, vô sanh giới. 6 giới như vậy, người có trí tuệ đều nên thấu đạt đúng như thật. Lại có 6 giới, đó là tham dục giới, sân giới, giới, bất suy giới, sát hại giới, bất sát giới, bất ly giới. 6 giới như vậy, người có trí huệ đều nên thấu đạt đúng như thật. Là có 4 giới, đó là thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới. 4 giới như vậy, người có trí tuệ đều thấu đạt đúng như thật. Lại có 3 giới, đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 3 giới như vậy, người có trí tuệ đều thấu đạt đúng như thật. Lại có 3 giới, đó là hạ giới, trung giới, thượng giới. 3 giới như vậy, người có trí tuệ đều thấu đạt đúng như thật. Lại có 3 giới, đó là thiện giới, bất thiện giới, vô ký giới. 3 giới như vậy, người có trí tuệ đều thấu đạt đúng như thật. Lại có 3 giới, đó là hữu học giới, vô học giới, hữu học vô học giới. 3 giới như vậy, người có trí tuệ đều thấu đạt đúng như thật. Lại có 2 giới, đó là hữu lậu giới, vô lậu giới. 2 giới như vậy, người có trí tuệ đều thấu đạt đúng như thật. Lại có 2 giới, đó là hữu vi giới, vô vi giới. 2 giới như vậy, người có trí tuệ đều thấu đạt đúng như thật. Này Tôn giả A Nan, những giới như vậy người có trí đều hiểu rõ hoàn toàn. Tôn giả A Nan bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, người có trí tuệ thấu đạt các pháp giới như vậy rồi, là thế nào mà thấu đạt về pháp xứ? Phật bảo Tôn giả A Nan: Nói pháp xứ đó là 12 xứ, nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ thức xứ, tỷ xứ, hương giới, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ.
12 giới này người có trí tuệ đều tốt đẹp đúng như thật. Tôn giả A Nan bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, người có trí thấu đạt đúng như thật 12 xứ rồi, là thế nào là hiểu rõ về pháp duyên sinh? Phật bảo, người trí nên biết 12 pháp duyên sinh từ nhân duyên khởi lên. Cho nhân duyên nên có các pháp. Nhân duyên thế nào? Đó là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ. Lục xứ, duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, ưu bi khổ não, như vậy tạo thành một nghiệp, một tập hợp khổ lớn. Để thấy rõ pháp duyên sinh như trên, tánh của nhân duyên là không, nên duyên tụ thì có, duyên tan thì không. Pháp của duyên là không nên không có các pháp, đó là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục xứ diệt, lục xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì lục xứ diệt, lục xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử, vô bi khổ não diệt. Như vậy tức là diệt một khối ưởng khổ lớn. Pháp sinh diệt như vậy, người trí phải nên thấu đạt đúng như thật. Tôn giả A Nan bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, người trí tuệ đối với pháp duyên sinh nhận biết đúng như thật rồi, là thế nào là rõ về pháp xứ và phi xứ? Phật nói pháp phi xứ là không có việc sự việc thân khẩu ý tại bất thiện, nhưng đạt được quả báo thiện, hay sự việc thân khẩu ý tại nghiệp thiện, nhưng lại bị quả báo bất thiện. Nói thị xứ là có sự việc thân khẩu ý tạo các nghiệp thiện và được quả báo vui sướng tốt đẹp, hoặc thân khẩu ý tạo các nghiệp bất thiện sẽ bị quả báo bất thiện. Lại nữa A Nan, nói vi xứ là không có sự việc thân khẩu ý trong tạo nghiệp bất thiện, vì mong cầu quả thù thắng do nhân duyên ấy sau khi qua đời được sinh trong cõi trời người, hoặc thân khẩu ý tạo nghiệp thiện sau khi qua đời lại bị đọa vào nơi hẻo ác. Nói thị xứ là có sự việc thân khẩu ý tạo các nghiệp thiện được sinh trong cõi trời người, hoặc tạo nghiệp ác bị đọa vào ác cõi ác. Cũng như vậy. Lại nữa A Nan, không có sự việc trong một thế gian có hai đức Phật xuất hiện, chỉ có chỉ sự việc có sự việc chỉ có một đức Phật xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, không có sự việc có hai luân vương xuất hiện trong một thế gian, có sự việc chỉ có một luân vương xuất hiện ở thế gian. Như vậy, nếu có người nữ làm vua chuyển luân trở về thế gian, cho đến người ấy làm chủ tứ thiên vương, chủ đa lợi thiên, chủ đại phạm thiên và thành tựu quả vị duyên giác, vô thượng chánh giác, các việc như vậy không thể có. Nếu có thị nam đủ tướng đại nhân, phước huệ trang nghiêm, làm vô chuyển luân xuất hiện ở thế gian cho đến thành tựu bậc bồ đề vô thượng, điều đó đúng như thật vậy. Lại nữa A Nan, không có sự việc người chánh kiến mà giết hại cha mẹ, giết A La Hán phá tan khoa hợp, làm thân Phật chảy máu, tạo nghiệp ngũ nghịch, có sự việc phạm phu ngu si tà kiến, tạo toàn ngũ nghịch. Lại nữa A Nan, nếu là người chánh kiến thì không có sự việc thọ giới phẩm đầy đủ trở lại phạm giới. Hiểu bán vị A Sa Lê nói thế này: A Sa Lê, đây giới pháp bất thiện cũng không thể thọ trì giới cấm của ta, sẽ lựa chọn A Sa Lê cho khác cho để thọ học với giới pháp. Nói như vậy xong, đến chỗ Sa Môn Bà La Môn khác lựa chọn thầy, nhận người kia làm thầy, hoặc tới Sa Môn Bà La Môn làm cái việc thí luận, chẳng phải luật nghi đưa theo người kia làm A Sa Lê. Để cầu tịch tỉnh thoát khỏi ba cõi, những việc như vậy nếu là người ngu si tà kiến làm để mong cầu thì đúng. Lại nữa A Nan, hoặc người không đoạn trừ căn bản phiền não và tiền phiền não, do phiền não nên căn lành bị tổn giảm, chướng ngại nơi trí tuệ, che lấp niết bàn, làm chánh pháp tịch tỉnh, người kia nếu rõ về bốn niệm xứ thì không có lẽ đó. Nếu người đoạn trừ căn bản phiền não và tiền phiền não, hiểu rõ hoàn toàn bốn pháp niệm xứ cầu niết bàn thì có điều đó. Lại nữa A Nan, nếu người không đoạn trừ phiền não và hiểu rõ bốn điểm xứ chứng bảy giác chi đến niết bàn thì không có điều đó. Nếu người đoạn trừ pháp phiền não xong thì hiểu rõ bốn điểm xứ chứng bảy giác chi chứng đến niết bàn thì có việc ấy. Lại nữa A Nan, không có sự việc người không đoạn trừ phiền não nhưng hiểu rõ tận cùng về bốn điểm xứ
chứng bảy giác chê chấm dứt tận cùng bờ khổ, có đến niết bàn, thành tựu bồ đề chánh giác cho đến đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Có sự việc người đoạn trừ phiền não xong thì đọa về bốn niệm xứ chứng bảy giác chê chấm dứt tận cùng bờ khổ, có đến niết bàn, thành tựu bồ đề chánh giác cho đến thành tựu quả bồ đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Tôn giả A Nan, người trí thấu đạt đúng như thật pháp xứ, phi xứ như vậy, các ông phải nên cúng dường đúng lý mà tu học. Khi ấy Tôn giả A Nan bạch Phật, thưa bạch Thế Tôn, con được nghe pháp chưa từng có như vậy, đạt vị Câm Lồ nên hết sức vui mừng. Kính bạch Thế Tôn, kinh này Phật tên là gì, chúng con phải phụng hành như thế nào? Phật bảo Tôn giả A Nan, kinh này tên là Tứ Phẩm Pháp Môn, cũng gọi là Gương Pháp, cũng gọi là Trống Câm Lồ, cũng gọi là Đại Giới. Tên gọi như vậy, ông lên theo đấy mà thọ trì. Tôn giả và đại chúng nghe Phật giảng thuyết đều rất hoan hỷ, thánh tọa phụng hành. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.